nghe theo ông là luôn hả? Đang có được hả? Ông đâu ăn được hả? Mà ông không ăn sao thấy ông? Tại vì nó cúng con ông, nó cúng ông bằng ông con phải theo ông. Nó cúng ông bằng bằng người cúng ông là nó phải theo ông. Nó gì đó chưa? Bởi mình thương cha mẹ thương ông bà, thầy nói bằng gà bằng heo cúng dỗ. Mà cái người chết đâu có ăn được đâu, mà vô tình mà trong hồn nó xuống nó neo nó theo cái người thân của mình. Người cụ thể cho con ông là cho mình gà này cúng cho ông là, ông là cho ăn được đâu. Bây giờ nó xuống nó báo ông là thấy chưa, để cho mấy vị thấy con gà nó đặng đẩy khách. Đẩy khách thấy không? Được rồi. Bây giờ là sẽ ông cho mấy con làm người hết trơn đi, cho mấy con tiến hóa lên rồi ông có theo ông là nữa nha ông. Ưu niệm Phật đi nè, ông ráp đầu ráp mình ráp tay ráp chân lành lặn lại hết. Dạ con giải cẳng, con dùng giải cẳng. Ráp dùng giải cẳng luôn, bây giờ cho lành lại cẳng luôn, lành tay lành chân lành cổ lại hết. Ô cái Phật niệm màu tiên biến văn hóa chuyển rồi. Lành hết tất cả những dân hồn nào trước hôm nay mình mạnh mà để cúng ông là thì cho lành lại hết. Ô biết lành hết. Sao sao làm nè, bây giờ con tiến triển lên làm người nha, tu hành theo Phật nha. Không tiến triển nhận quá cho làm người hết. Mắt thì con, mắt cơ tụi con mờ lắm, mờ lắm, mắt gà nè. Rồi tiến hóa làm người hóa lại xem. Trời ơi, bằng gà cúng dỗ nè, gà nó theo nè. Ngồi ngồi ngồi, tôi ở dưới mà, tôi ngồi ngủ chút. Thôi, bây giờ là về gian ra đừng á, theo nó về niệm Phật tu nhau, cho được siêu nhau. Người ta không biết là mình mấy con á, giờ chân cẳng lành chưa? Lành rồi ha, cổ lành chưa? Cánh lành chưa? Rồi, giờ đây ông đi tu nhau. Làm người vậy là cho làm người 2 tuổi. Làm mà sao nó còn đau quá có hết rồi ăn. Còn đau hả? Nè ông cho lành luôn. Nam mô Phật Phật nhiệm màu tiên biến rồi quá, chuyển cho mấy cái chân lành hết hô. Rồi, thấy còn đau không? Cái từ cổ của con còn nó còn nhẹ lắm á. Nhẹ. Đã liền rồi con. Nhẹ quá nè, lành lại hô. Rồi hết chưa? Hết nha. Rồi thời gian ra ông là đi, đừng có theo ông nữa. Theo Phật tu đi. Hồn hết chưa thần dẫn mấy lần hồn mấy người này kêu bằng gì? Kêu bằng đặt tên bằng quệ cây gà là không quệ cây. Quệ cây một, quệ cây hai, một đứa thì là tên một. Quệ cây một, quệ cây hai, quệ cây ba, bốn, năm, sáu. Nè, tất cả uống nước đi, nước cho mát mẻ rồi ra đừng có theo là nữa. Thì con, tụi con uống cái này hả? Uống đi, uống nước là nước sạch đó. Ráng niệm Phật nha, ráng niệm Phật cho được siêu thoát. Nhưng mà cho nhiều nữa, thành thức nhẹ nhàng vượt ở trên. Rồi, thôi đi đi. Thầy giống nghĩ thôi. Còn ai nữa không? Còn lời vật nào nữa không? Và còn ai nữa cũng vô riết là vô đủ mà. Cho hết đi, dựng theo mà hành nữa nè. Hành riết đầu tiên buôn bán không được, nghèo đâu. Hành người mới nữa hả? Mới là mới ba tuổi là tháng 11 vừa rồi. Rồi cho heo quay vô luôn. Heo quay chữa heo quay luôn, uống heo quay luôn. Rồi chữa có mà ăn, có mà ăn khá ăn, mình heo quay hả? Con giờ mình giàu lắm, còn heo quay nè, mình giấy mình ăn cúng mà giấy mà ăn được cúng. Là con ông lạ mà heo quay cúng dỗ cho ông lạ, bây giờ heo quay xuống thì nó báo ông lạ luôn đó. Để cho mấy vị thấy là vấn đề xác nhận chưa phải là ở yên ổn đâu. Rồi đợi đợi cho ông cứu cho. Thôi để bình tĩnh đi, để chờ ông cứu lại làm người chứ không có làm heo nữa. Heo khổ sở chúng ta học thử em.
nè, cho ông tiếp diễn truyền hành cho cái sự vĩnh hồn đó nghe rồi nè, tĩnh tâm tĩnh trí lại rồi cho mát mẻ lại hết, thân thể lành lặn lại như xưa hết rồi cho khai khẩu luôn. Nam mô Phật Phật Niệm Màu Thiên Biến Vạn Hóa, mở khẩu mở mắt ra. Rồi tự bình tĩnh lại đây, con là cái gì, con là con gì, trộm nước bình tĩnh lại đi. Bắt đầu nghe còn mát chưa? Mát hết
Hả? Thôi được luôn. Wow. Mà ta sắp cho mắt sáng thì phải tĩnh tâm để biết hồ. Rồi, thấy được chưa? Cho nên tôi sẽ đặt tên thằng thằng em nhỏ là tên gì thì nhớ nha. Nhớ thằng thằng chứ nhớ. Quyền kính nè. Bây giờ á, giờ gian ra nghe không? Rồi ở đây thì ông tu, ông này con cháu tôi gặp giáo, tinh thần ông giảng đại lắm á. Ừ, đặt tên là Huệ rồi bị tu đi. Con cháu tôi gặp giáo rồi, Huệ tu. Ừ rồi. Thôi lưu ra đi. Con nhờ được chiếc người rồi đó. Ờ, được chiếc người rồi đó. Đi dính được rồi đó. Con tạ ơn ông á. Ừ, rồi. Rồi đi bán đi, không được ngoài kia trả gì. Rồi đi, đã được do lại trong là đi. Con cá nhỏ rồi. Cho nó nằm đi. Con là đúng chưa? Rồi con đã ai đâu đâu không? Đó rồi ha. Mà sao mà ông chết ông mà ông hiển lên ông vợ ông kêu con ông đừng có bằng heo bằng gà để nó mần chi vận xuống rồi nó sẽ nó bắt ông vậy. Chết ở đâu? Chết ở nhà chết đâu? Chết bên cái nhà quen cái lắm. Ai nuôi vậy? Ai nuôi? Nhớ anh nuôi hả? Anh nuôi. Tưởng giờ về có theo anh phù hộ anh Nam không? Anh cô ở nhà anh chị chết về cũng mất rồi cũng ăn nữa đó. Buồn lắm chị. Buồn lắm. Buồn lắm mà giờ về nhà không được mà con này nó nói nó không nghe phải không? Không. Nghe buồn lắm. Vậy giờ chị về chị nói mà nó nghe là vì anh với chị nữa không? Cô muốn gì cũng được không? Hết tới ngày đó là chị. Con em giờ nó không có nghe. Nó đi về nghe mới không có ghét thăm anh chị mà đợi. Ghét nhiều người ta. Nó tới không tới. Nó không nghe, nó không tin mày. Nó nói là chết là hết. Thấy không, bởi thương cha mẹ mà đôi khi vô tình hại cha mẹ không hay. Nó không nghe sư. Thôi được rồi. Bây giờ ông hết ba đầu chưa? Không, giờ đó. Hết chưa? Hết rồi ha. Tao giải đi tu nha. Đặt tên là chuyện là luôn á. Là ở chùa đây tu. Ở chùa tu nha. Rồi giờ còn đau đầu, đau tay, đau chân gì nữa không? Lâu lâu bệnh mệt lắm. Mệt hả? Bây giờ uống nước đi, cho ông chữa cho hết bệnh. Lâu lâu đi lên đi thăm nha không? Giờ ở đây tu đi. Hỏi tới ngày mấy cháu mới về được, theo về dưới nha không? Nhà tư, nhà Tết, nhà Lâm rồi về nha. Chị rồi, bắt tay lên. Ông sư chữa cho hết bệnh. Nam mô Phật Thật Niệm Màu Thiên Biến Vạn Hóa. Tiếp điển truyền thần cho mấy linh căn này. Linh căn thiện là này nè. Khỏe mạnh đây như chưa? Rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Phải rồi không? Ừ, ừ nghe rồi. Thôi giờ ra đi để cho xác nó tỉnh lại chứ đừng có theo nó nữa. Theo nó mệt, thấy không? Rồi. Còn một nữ dâm xanh quanh muốn đi tu á sư. Ở sao đậu thì dẫn theo đi tu luôn. Rồi, dắt luôn. Ừ. Rồi, họ hết như vậy á, tiếp dẫn cho mấy dung hồn mà theo ông Thiện Là nè. Hả? Là theo Thiện Là tu luôn. Thôi không có cho vô xác nữa. Họ hết như vậy, dẫn đi sắp sớm xíu chưa ở đi. Ồ, biến. Cho quần áo đầy đủ hết trơn á, mỗi người ba bộ quần áo. Là mùng mền, chiếu gối, dép, nón, khăn, dài đầy đủ hết. Ồ, biến. Rồi. Tỉnh chưa? Tỉnh rồi phải không? Tỉnh rồi phải không? Rồi, được thôi. Đây là ông Tinh Thi hả? Cái gì đi? Hồ Giám Thi. À, ông chết này bao lâu nhớ không? Tôi chết cũng lâu rồi. Chết lâu hả? Bao nhiêu năm? Cả chục năm. Nhờ tôi cũng không biết, tôi đâu có nhớ.